Phương Dung xin chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Mùa hè đến rồi, thời tiết thì vô cùng là nắng nóng. Gần đây là do Phương Dung là phải đi quay ở ngoài trời, tiếp xúc với lại ánh nắng nhiều, cộng thêm ánh sáng của đèn sân khấu, làm cho da mặt của Phương Dung sạm đi, nám, tàn nhang, làn da thì không đều màu và còn xuất hiện nhiều nếp nhăn nữa chứ. Chắc hẳn là có rất nhiều chị em phụ nữ đang gặp phải tình trạng giống như Phương Dung, là do tuổi tác, ảnh hưởng của môi trường bên ngoài, bị nám, tàn nhang, sao sinh, rồi mình phải chi quá nhiều tiền cho các liệu trình trị nám, tàn nhang, nếp nhăn để mong cầu có một làn da sáng, khỏe, mịn màng, nhưng không hiệu quả. Thì hãy cùng theo dõi livestream này cùng với Phương Dung nhé. Phương Dung sẽ chia sẻ với tất cả mọi người bí quyết để Phương Dung lấy lại được làn da căng tràn sức sống như bây giờ. Và thôi, không để mọi người phải chờ đợi lâu nữa, ngày hôm nay Phương Dung xin được chia sẻ với tất cả chị em phụ nữ một dòng sản phẩm kem dưỡng da Minci Derma của công ty trách nhiệm hữu hạn NTA Group. Những ai mà theo dõi Phương Dung lâu rồi thì chắc chắn là sẽ biết là Phương Dung luôn chia sẻ những sản phẩm hiệu quả mà Phương Dung trực tiếp trải nghiệm. Nó là phải chuẩn chỉ nè, an toàn thì Phương Dung mới dám giới thiệu đến quý vị và các bạn. Và kem dưỡng da Minci Derma đến từ nhà NTA này, nó tốt thật sự như những gì mà Phương Dung đã trải nghiệm. Chỉ sau một thời gian ngắn chúng ta sử dụng sản phẩm thôi thì những vết nám nè, sạm nè, tàn nhang trên da của mình mờ hẳn đi và cho mình cái làn da đều màu trắng sáng hơn. Đặc biệt là bổ sung các hoạt chất tốt cho làn da để bảo vệ da tránh khỏi tia UV từ ánh nắng và hạn chế được quá trình lão hóa. Vâng, và đặc biệt nha, chất kem thì mỏng mịn và mùi hương thơm rất là dễ chịu. Quả là một sản phẩm nhỏ nhưng có vỏ nha. Đây, kem á thẩm thấu vào trong da thịt của mình rất là mau đó, chỉ cần so một lượng nhẹ vào trong da mặt của mình thôi là kem không bớt dính, không làm cho chúng ta khó chịu và mùi hương thơm rất là nhẹ nhàng dễ chịu. Các chị em phụ nữ nào mà đang có làn da nám nè, sạm, tàn nhang mà chưa biết phải là sử dụng sản phẩm nào cho có hiệu quả thì có thể tham khảo ngay sản phẩm kem dưỡng ẩm Minci Derma này dùm cho Phương Dung nha. Phương Dung chắc chắn rằng nó sẽ đem lại hiệu quả cho làn da sáng khỏe chỉ trong vòng một thời gian ngắn sau khi chúng ta sử dụng. Và mọi người ơi, sản phẩm được sản xuất với công nghệ hiện đại, hệ thống dây chuyền máy móc tiên tiến đạt chuẩn GMP, chuẩn chỉnh trong từng quy trình sản xuất, cho nên quý vị hoàn toàn có thể yên tâm mà sử dụng. Phương Dung tin chắc rằng đây là sản phẩm có công dụng sánh ngang với các sản phẩm cao cấp chuyên trị nám, tàn nhang, đồi mồi được nhiều chị em săn lùng. Và đặc biệt, chỉ duy nhất cái livestream ngày hôm nay sẽ có chương trình khuyến mãi mua 3 tặng 1 vô cùng rất là đặc biệt nha. Vì vậy quý vị phải nhanh tay lên, mình để lại tên và số điện thoại hoặc gọi ngay vào hotline 0981 535650 để sở hữu sản phẩm có chất lượng tuyệt vời này nhé mọi người.